Đây là quá trình phát triển và tiến hóa của loài gián Dubai huyền Hỏi thoại, người ta sẽ gọi là Mệt Dubai. Thông cảm đi các bạn, nhà con bé cà khịa với con chó cũng khó chịu. Vâng, và chào mừng các bạn đã đến với kênh Ring Big Clock và Chen Hao. Và ngày hôm nay mình đang quay cái cảnh tượng cực kỳ khủng khiếp và kinh khủng, đó là con gián nó lột xác các bạn ơi. Cái câu chuyện này là mình kể cho bạn một câu chuyện rất là vui của cậu Năm mình. Cậu Năm mình cũng đã và đang nuôi gián Dubai. Thì cái lúc mà hai ông bà cậu Năm và mọi năm mình về á, tự nhiên đang ngồi chơi thấy gián lột, rồi hai người lật đật chạy lại cầm đèn pin soi đuốc rồi đốt nhà, lâu quên đốt đèn cầy coi gián lột. Thì bây giờ lần đầu tiên mình thấy con gián nó lột thì mình cũng nên quay lại cho các bạn coi, và cho cậu mỗi năm mình coi nó lột như thế nào. Thì gián Dubai rất là bổ dưỡng và có ích cho sức khỏe, chẳng hạn như là làm thuốc tăng cơ các bạn. Cái đó là làm thuốc tăng cơ, là hoàn toàn là làm từ gián Dubai và một số cái gì khác mình không biết. Thì bữa mình có coi cái kênh anh kia nói vậy đó, chứ nếu có gì các bạn muốn chửi thì đừng có chửi mình cho cái nick anh kia rồi các bạn thẳng thắn nha. À, còn điều thứ ba khi mà nuôi loại gián này, rồi điều thứ hai nuôi loại gián này, mình cứ nó như cát vậy đó. Cái bữa mình lấy cứt nó mình xây lô đây là cát luôn á, mình tưởng cát không, cái con vợ mình chạy ra nói là cứt anh ơi, từ đó mình đã chơi với cứt. Còn điều thứ tư là giá Dubai càng ngày nó càng tăng, mà các bạn số lượng các bạn càng ngày càng nuôi nhiều. Như các bạn lần nuôi mua bên sinh sản của mình á, mua lần hai con, mỗi lần ba con, là bốn cặp gì đó, tám con. Rồi mấy bạn hỏi là chừng nào mình bán được, thì mình nói là chắc chắn các bạn bán không được đâu. Mấy bạn mua giá đó thì làm sao mà dán đẻ được? Thì một phần các bạn phải hiểu biết về dán Dubai là nó chỉ sinh một bé, một tháng nó mới sinh lần. Cái vấn đề đó là vậy á, một tháng nó mới sinh một lần. Nên khi các bạn nào mà mua dán á, các bạn sẽ tìm hiểu kỹ các bạn nuôi sao để các bạn có thể là kiếm ra tiền, mua thu nhập kiếm ra thu nhập được, chứ không phải là mua một con, một cặp, bốn cặp. Bạn nào chơi sang chơi tẹt ga với mình luôn là chơi 10 cặp. Và các bạn hỏi rồi sao nó không đẻ anh, mình nói vấn đề là nó ít quá nó không đẻ thôi. Với lại các bạn á, là chọn trống á, lúc nào cũng chọn trống ít hơn máy á đó. Mình được con cái mình hiểu biết đó là con trống nó dễ chết hơn con mái. Thì cái dòng các bạn mà muốn nuôi sinh sản á, thì các bạn sẽ nuôi từ sai chung, mua mua các cặp gián từ sai chung. Mà từ sai chung thì mình cũng chưa phân biệt được gián nào gián đực, gián nào cũng cái nữa, tại vì gián đực nó sẽ lớn lên nó sẽ có cánh, còn gián cái thì nó không có cánh mà nó sẽ bóng bóng người lên. Và gián đực có tỷ lệ chết nó gì làm việc quá sức á các bạn. Các bạn mà mua gián cái là mua 30 con, gián được có 5 con, thì 30 con nó hành con gián được làm việc quá sức á, nó đâu ăn được nhân sâm đâu, nó đâu uống được bò hút đâu, mà nó làm việc liên tục. Mình thấy nó lăn đùng nó chết hoài à, mình nghĩ vậy. Thì một tháng nó sinh ra tầm khoảng, một thùng của mình là tầm khoảng 1 kg, mà nó sinh ra đâu có khoảng được 20-30 con à. Nói chung thì dành cho mấy con bò sát mình ăn cũng không đủ nữa, không chi là làm thuốc tăng cơ đồ. Thì các bạn nên lưu ý với mình một điều nha, thì gián này các bạn nếu muốn mua về sinh sản thì các bạn nên mua loại từ sây thịt, rồi các bạn nuôi lâu lên để nó thành gián sinh sản thì nó sẽ sức khỏe nó tốt hơn, và mình sẽ gửi đi xa nó được ok hơn. Tại vì gửi đi xa thường gián sinh sản mau chết lắm, còn không là các bạn bút lần ký cho mình bao sống luôn, bao sống tầm khoảng 95%, 5% là bé sẽ mất vì do đi đường. Mà với lại là mùa này là mùa nóng, mùa này mùa nóng nên gián nó đi đường nó cũng dễ bị chết lắm, tại vì sốc. Mà tất cả mà mình thấy là gián con á, gián con và gián baby á, và gián thịt á, thì nó sẽ sống dai hơn và nó chịu ăn hơn. Thì khi mình nuôi quen, nó quen chuồng quen chỗ ở thì ok, nó sống dai lắm. Như là nguyên bầy này nè, mình bỏ ổ bánh mì vô á, nó ăn là mình ăn cũng cả ngày mới hết. Thì nó bé nó cũng gần lột xong rồi. Thì các bạn nào mà muốn nuôi thử và nuôi và buôn bán Dubai thì mạnh dạn mua 1 kg đi, nó không có chết đâu mà lo. Mình chết thì xào lên ăn cho tăng cơ, nó nói chứ mình cũng chưa dám xào nữa.
Nghe ăn dán cũng ghê ghê. Chắc muốn làm thử thách 24 giờ ngồi coi dán Dubia lột quá. Ok, và bé đã lột ra tới đây thì các bạn cũng đã biết hình thù bé lột đó nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video clip làm giàu nhờ dán Dubia của Linh Rùa vào phần sau. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye.